Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District. Free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's Scott tham gia. quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình cà phê sáng của Little Sài Gòn TV. À, mặc dù là biết rằng là nhiều khán giả đã cho biết rằng là không có nghe được tiếng, không có nghe được âm thanh. Nhưng mà bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục chương trình mà chúng tôi cũng biết là quý vị đã nghe được chưa? Nhưng mà vẫn à, có thể là sau nếu như không nghe được bây giờ thì à, khi mà cái phần phát lại á, quý vị sẽ được nghe. À, thành thật xin lỗi quý vị về cái sự bất tiện này. Uh, thưa quý vị một cái trường hợp có thể nói là khá hi hữu đã xảy ra um, một ông thầy nhận cái nhiệm vụ hiệu trưởng được tuyển về làm hiệu trưởng của một cái trường middle school trường uh, trung học và bị bắt ngay ngày đầu tiên vừa mới đến đó nhận chức Đấy. mới hôm thứ hai vừa rồi người à. ta khám phá ra gì hả cái việc mà ông bị bắt á nó không có liên quan gì đến cái việc ở trường đó hết trơn á à mà cái sự việc mà người ta bắt ông lại bắt ngay ở trường nữa chứ à, mặc dù cái việc mà ông bị bắt đó, nó lại liên quan đến một cái sự việc nó xảy ra từ hồi giáng sinh của năm 2022 vừa rồi ừ. đó là hồi cái lần mà giáng sinh đó đó thì ông cái ông thầy hiệu trưởng này ông ta đã đánh cái người bạn trai của vợ cũ của ông ta à. đó Oh à, không xin lỗi ông ta đã đánh bạn trai cũ của cái người vợ hiện tại của ông ta. Đó, thì ông ta tấn công người đó bị thương tích. Thì lúc đó người đó đi thưa gì không biết rồi cái sự việc nó kéo dài đến sao cho đến hoặc là người ta không tìm ra ông như thế nào. Nhưng mà đúng ngay cái ngày mà ông đến ông nhận cái chức vụ mà hiệu trưởng của trường à, trung học này ở Kentucky đó thì cảnh sát đến đó ngay đó bắt thì mọi người đều ngỡ ngàng hết bởi vì mới hôm ngày à, trước đó một tuần trước đó Ngày 8 tháng 3, thì trường đó vừa mới thông báo cho tất cả học sinh phụ huynh biết rằng là ngày thứ hai này chúng ta sẽ có được một thầy hiệu trưởng mới là người đã có 16 năm làm trong cái tư cách là giáo viên và người là người đã tham gia trong cái việc mà quản trị nhiều cái trường khác. À, ông này sẽ đem đến một cái giống như là một cái không khí tích cực, một cái luồng gió mới cho trường học vân vân vừa xong cái đến ngày thứ hai người ta đến bắt ông bắt tiêu cho nên nhà trường lại phải gửi một cái thư khác cho thông báo cho phụ huynh học sinh biết rằng là cái chuyện này nó nằm ngoài cái việc mà um, những cái cái lúc mà phỏng vấn ông thì đâu có biết ông đang có bị thư kiện hoặc bị bắt như vậy. Bây giờ thì cái người phó hiệu trưởng của trường đó thì lên tạm thời lên thay ông trong lúc mà người ta chờ phỏng vấn và mướn lại cái người hiệu trưởng khác. Ngọc Lan còn nhớ cái vụ mà vượt ngục ở Santa Ana vào năm 2016. Trong đó có hai người Việt Nam và một người khác nữa vượt ngục. Và sau đó mất mấy ngày trời họ đã tìm thấy được những người này ở San Jose. Đúng, nhớ. Tại vì Ngọc Lan là một người mà đầu tiên phỏng vấn ông tài xế taxi bị bắt cóc trong vụ đó. Ông tài xế taxi đó là tên là Mã Long. Đã. Mã Hoàng Long. Thì, Mã Hoàng Long ừ. hả? Thưa quý vị thì ngày hôm qua thì cái vụ xử này bắt đầu là xử lại cái việc gọi là vượt ngục như thế nào đó và những tình tiết trong này nó có một cái, những cái bước ngoặt mà tôi cũng không ngờ tới luôn nữa đó là ngày hôm qua ông Hossein Hossein Najeri là cái người mà được gọi là chủ mưu của vụ vượt ngục vào năm 2016 ở tại nhà tù Orange County đó thì cái ông này hôm qua ông khai là trong cái âm mưu vượt ngục như vậy đó người tài xế là không bị bắt cóc. Đó, ông khai rằng là người tài xế đã được thỏa thuận trước là cầm 10.000 đô la theo như lời ông kể nha. Ừ. Ông nói là tôi không có bắt cóc người tài xế này mà tôi đã có những cái thỏa thuận là ông này chấp nhận là đưa chúng tôi đi trốn và tìm cách để che giấu chúng tôi trong lúc mà chạy trốn như vậy đó với cái giá tiền là 10.000 đô la. Ông này liên lạc với gia đình của ông ở trên San Jose để mà đưa chúng tôi lên San Jose trốn. Mới đầu thì cái việc mà chạy trốn ra khỏi nhà tù đó thì họ đã âm mưu rồi. Và khi mà ra khỏi nhà tù thì chúng sẽ có một người tài xế chờ sẵn ở bên ngoài. Và người tài xế đó có nhiệm vụ là đưa cái ông Jose Nazeri này tới thẳng phi trường Los Angeles với một cái hộ chiếu tên khác hay là cái gì đó. Và ông ta sẽ bay ra khỏi nước Mỹ này. Đó, cái là cái đó là cái cái cái, cái, cái kế hoạch như vậy. Nhưng mà khi ra khỏi nhà tù đó thì lại gặp cái ông tài xế này thì ông này ông tên là Mã Hoàng Long. Người này kể rằng tôi không có ý định bắt cóc ông này mà tôi chỉ nói rằng là đã có thỏa thuận trước là với 10.000 đô la ông giúp chúng tôi đi trốn. Thế thì người ta mới hỏi rằng là có một lần hai người tức là một người Việt Nam, tức là một cái người Việt Nam này có tên là Dương uh, Tiến Bắc hay là Jonathan Tiêu đó thì ông Dương Tiến Bắc này và cái ông Hosen Eri này đã có đánh nhau trong một chiếc xe có phải đánh nhau vì quyết định số phận của ông tài xế Long Mã này hay không có nghĩa là giết ông này đi bị đừng gọi là dịch khẩu ừ. hay là để cho ông sống ông đi về thì có có phải là hai người này đánh nhau vì ông này hay không thì ngày hôm nay ông Hosen Eri nói rằng là không phải vì ông này mà là tại vì chúng tôi có tiền đưa cho ông Dương này đi ra ngoài mua một chiếc xe ven để mà từ cái chiếc xe đó chúng tôi sẽ chạy trốn. Nhưng ông này ra ngoài không mua chiếc xe mà ông lại đánh cắp chiếc xe này. Sau khi mà chạy thử chiếc xe, ông lấy cái xe luôn. Bởi vì thế nếu mà đánh cắp chiếc xe thì dễ bị theo dõi hơn. Cho nên chúng tôi đánh nhau trong chiếc xe ngay chiếc xe đó luôn. Đánh nhau là tại sao ông không nghe lời tôi? Không chịu mua chiếc xe cho nó đàng hoàng có giấy tờ mà ông lại đánh cắp chiếc xe đó rồi là, là rồi rồi để bây giờ chúng chúng ta bị theo dõi nó chặt chẽ hơn thì bị cứ nhắm một cái xe đó thôi là biết thế nào cũng bắt được à chứ không phải là số phận của ông tài xế này thế thì à, câu chuyện nó còn nhiều cái tình tiết lắm nhưng mà quý vị có tin được cái ông Hosen là Jerry này hay không theo tôi nghĩ đó là tại vì khi mà ông bị bắt lại như vậy đó ông là hồi xưa ông là một người chồng cần sa ma túy ừ. rồi ông bị bắt vì cái tội là đánh đập những người chồng cần sa ma túy mà không theo lệnh của ông này vân vân đó, ông bị à, kết án nhiều năm cuộc đời của ông ở trong tù, cho nên có thể là bây giờ ông có sẽ bị kết án thêm nữa về cái tội vượt ngục như vậy và ông không có sẽ không có ngày ra, cho nên bây giờ ông sẽ ông sẽ đảo ngược lại những cái lời khai của ông vân vân, có thể là như vậy để cho mình có thể gọi là à, thoát được những cái tội danh khác như là bắt cóc ông tài xế rồi đính giết ông tài xế vân vân đó, nhưng mà thật ra nó có thể là ông đang kiếm cớ để mà làm cho tội của mình nó nhẹ hơn một chút xíu. Đó. Thế thì trong những ngày tới thì cái cuộc mà gọi là thẩm vấn giữa ông Dương Tiến Bắc nè, cho nó thanh tiêu nè, rồi ông tài xế Long Mã nè sẽ còn tiếp tục tại tòa ở Santa Ana để làm sáng tỏ thêm theo cái âm mưu vượt ngục nó bắt đầu từ đâu rồi bắt âm mưu và vượt ngục sau đó rồi những người này đã đi những đâu những đâu. À, trong lời khai của ông Hossein Jerry thì có nói rằng là À, ông Long Mã này đưa chúng tôi tới một cái hotel ở vùng Rosemead Rồi sau đó đưa tới một cái hotel ở San Jose Tại vì ông Long Mã này không có liên lạc được với người thân ở San Jose Mà chịu che giấu những người này trong nhà của mình Cho nên mới đưa vào một cái hotel à, ừ, Thì ừ. đó là lời khai của ông Hosanna Jerry cái, wow. cái chuyện này thấy cũng là ly kỳ lắm quý vị Không biết là khai sẽ ra như thế nào nữa yeah, tại vì Ngọc Lan trong cái phiên xử này thì Ngọc Lan chưa có theo dõi, nhưng mà liên quan đến vụ mà ông Mã Long người tài à. xế này đó, tại vì sau sau đó có nhiều người người ta đã à, gọi Ngọc Lan để mà muốn liên lạc với ông Mã Long, họ muốn làm những cái cuốn phim về ừ, cái ừ, câu ừ. chuyện này, bởi vì đó là cái lần đầu tiên ba người vượt ngục khỏi nhà tù ở Orange County. À, Ngọc Lan nhớ cái lúc mà cái tin tức này lên đó thì mình mình cũng theo dõi mình mà chưa biết ai là ai hết cho đến một hôm tự dưng có người lúc đó ngọc lan còn làm bên nhật báo người Việt thì một cô một cô ở ngoài front desk chạy vô à, chị lan ơi cái ông ở ngoài đó đến đó là cái ông tài xế ừ. ở trong cái vụ đó thì lúc đó quý vị biết mọi người tất cả báo chí đều đi săn lùng cái người tài xế này oh. không biết ông này là ai hết thì khi đó ngọc lan là chạy ra liền để gặp thì mời ông vô ông đi cùng với một người nữa vô để mà hỏi cái câu chuyện đó là như thế nào thì uh, vô ông nói là ông mãnh long á thì lúc đầu ông đang muốn kể nhưng mà cái người đi theo ông á nói không 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 kể gì hết cái ông nói không bây giờ tôi ông đang rất là cái lúc đó là ông uh, cái vụ đó là mới bị bắt cái cái người mà ông dương tiến bắt á là cũng mới bị bắt thôi nói là bây giờ tôi không muốn kể gì hết á tôi rất là sợ tôi chỉ muốn đến đây để tôi xóa đi cái rau vặt mà tôi là người lái xe uh, chuyên lúc oh, nào chở đó đón. tôi không có muốn tại vì tụi nó sẽ thi theo để mà tụi nó trả thù tôi tôi chỉ muốn lấy hết những cái tên tôi ra khỏi à. các rau vặt đó thôi thì ông không có đồng ý trả lời nhưng mà sau đó thì mình mình cố gắng thuyết phục thì cuối cùng thì lúc đó là cái bài báo mà phỏng vấn ông mã long kể toàn bộ cái hành trình ở lúc đó ông bị người ta liên lạc làm sao đi như thế nào những cái gì đó là của nhật báo người việt lên đầu tiên rồi sau đó tất cả những cái cơ quan báo chính thống ở đây họ bắt đầu họ mới liên lạc và mới tổ chức một cái cuộc cho tất cả báo chí truyền thông dòng chính hợp tại báo người việt để mà gặp ông mã long để ông kể lại cái câu chuyện đó như thế nào và cuối cùng đó là khởi đi, đầu là như vậy ông có bị bắt cóc hay không thì ông nói là ông bị bắt cóc à. Ông nói ông bị bắt cóc và ông kể lại tình tiết đó rất là nhiều Nhưng mà riêng cái chuyện bây giờ Thì ra tòa người ta nói như thế nào nữa Thì ừ. bây giờ mình lại phải xem tiếp Chứ lúc đó là à, Đâu có ông chỉ kể những cái gì là Mình nghe về phía ông thôi à, Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan Sau phần thông tin thương mại